Rồi Minh Tăng hiện tại giờ là đang ở Long An nha mọi người. Đó thì có một cái vụ rất là quan trọng nha. Đó thì một cái nam thanh niên này đã hạ cô gái xong rồi lấy một cái chiếc xe để chạy đi tẩu thoát ha. Hiện tại bây giờ thì trốn ở trong những cái khu này nè. Nhưng mà giờ công an là ta bao giờ rất là đông. Đó thì nơi mà cái thanh niên nó giục cái chiếc xe đằng kia ha mọi người. Đó thì Minh Tăng qua chia sẻ vòng vòng ở đây cho mọi người xem thôi. Chứ còn ở vô trong kia thì có công an đồ không có quay được nha. Đó. Đó người thấy trong đây là gần rú không phải không? Đó. Đó thì cái chiếc xe nam thanh niên kia hạ cô gái xong rồi lấy chiếc xe chạy đi ha mọi người, chạy đi rồi giục xe ở đằng kia đắng. Đó thì Minh Tăng đứng lại quay chia sẻ cho mọi người xem. Đó, người chăn cho cái khu này là hiện tại giờ công an bao vây rất là đông nha. Đó. Nam anh niên này tính. Nam anh em đứng cơ quan chức năng người ta đã đứng rồi đó, ta canh đó nó, đâu có vô được. Thì đâu vô được cũng này nè. Nó chắn đó. Cái hàng này tên gì ta? Không biết luôn. Không ai biết chứ, chưa ai biết rồi. Biết con gái tên Phúc. Người phụ nữ đó bán quán cà phê phải không? Đúng rồi. Kiên bánh mì ra cho nó làm clip coi. Đây là vô chống là bụi cây rất là ôm tùm nha cả nhà. Mọi người thấy cái gùm rú ở trong đây rất là nhiều nha. Đó. Cỏ ghét không à mọi người. Đó thì mọi người biết cái khu Long An này là những cái gần tràm với cây này cây kia rất là nhiều luôn. Đó thì cái nam thanh niên này đang hiện tại là đang lẩn trốn rồi nè. Nè thấy cái đường cỏ không? Có cái đường cỏ ta đi nè. Đường cỏ ta đi nằm xuống cái nè. Đó. Đó có đường mòn tới một kia kìa. Bây giờ nó cỏ nó lên dữ lắm rồi. Dây điện rồi nè. Đó. Bình thường là cái khu vực này là không ai vô của chứ. Đây tuốt ngoài kia là gần gú không luôn nha mọi người. Bởi vì 2 ngày mà vẫn chưa tìm được nha cả nhà. Nếu mà giờ tính tới buổi tối ngày hôm nay nó là tròn 3 6 tiếng không ta? Mấy ngày rồi? 3 3 ngày. Bữa nay nữa là ngày thứ 3 đúng không? Ngày thứ 3. Ngày qua. Đó, thì ngày cái qua, em gái là bán quán cà phê hay gì nha mọi người. Đó. Em gái bán quán cà phê. Rồi, rồi xong rồi cái anh trai này anh vô anh hạ người ta rồi anh lấy xe lấy luôn. Xe thằng mò. Xe thằng mò luôn. Lấy chiếc xe xong rồi anh chạy đi. Chạy đi dọc đường. Cái cầu gạch nấu đó bỏ xe. Chạy đi dọc đường rồi anh bỏ chiếc xe lại luôn nha mọi người. Đó, rồi anh trốn trong những cái khu này. Hiện tại giờ là cơ quan chức năng công an người ta gắt đang bao vây rất là nhiều. Người dân nghe tin này là rất là hoang mang luôn. Hồi nãy mình có tiếp xúc với một cái người quán quán bán nước ở đây nè. Cầu gạch nổ là cái cầu gạch nổ là kia. Đó cơ quan chức năng rồi đang đóng chốt rồi đó. Nếu mà cô chú chị nào mà đi ngang cái cầu gạch nổ là sẽ thấy cái tòa nhà, cái biệt thự này liền. Đó đây là cái tòa biệt thự nha. Đó là cái cầu gạch nổ luôn. Đây là cái ngay. Bây giờ mọi người nhìn bên trong thì không thấy gì hết. Chỉ là thấy và cái cây sậy cây đế rồi thôi. Nghe tin là bà đóng cửa này luôn. Sao mà không sợ vô quán là lỡ có gì rồi sao được? Nghe tin là hoang mang luôn đó. Người dân bây giờ ta cũng là sợ nữa. Canh thấy không? Ừ. Mình đâu dám gây gần, đừng có cứng quá gần nghe ta nha. Ở vậy? Người ta kêu số đó. Đó mọi người thấy bên đây rất là u ám luôn nha mọi người. Đó. Bây giờ ban đêm ban hôm mà vô trong mấy cái khu này là thấy rất là căng luôn. Đó mọi người thấy chưa? Đó. Là cái chiếc xe là bỏ dưới đầu kia nha mọi người, cái cầu gạch nổ dưới nha, gạch nổ vậy đó. Đó. Đó mọi người thấy ở đây là cái đường mòn ta đi vô không? Đó, mọi người thấy cái đường mòn ta đi không? Đó, đường mòn nè. Mấy bữa nay ta đi vô nhiều quá, đi ra đi vô đi tìm á. Đường mòn nè. Đó. Đường mòn đi hẳn vô kia luôn nha mọi người. Thấy bên đây có khẩu trang nữa nè. Đó, mọi người thấy chưa? Đó, trong đó là rất là sợ nha mọi người. Đó, bây giờ hiện tại là công an trong mấy cái khu vực trong bờ trong kia rất là nhiều nha. Đó,
thì mình nghĩ cái chỗ này rộng, rất là rộng và lớn ha. Mà ở trong là rừng cây tràm này kia không, mà bởi vì dễ ăn nắp. Rừng tràm dữ lắm nhiều. Bởi vì tới bữa nay nữa là 3 ngày rồi đó, chưa có tìm được cái nhà. Cái địa hình nó quá phức tạp. Đó, nếu mà bắt được là chắc người dân cũng rất là mừng luôn. Tại vì hiện tại là người dân ở đây đang có một số chủ quán là người ta hồi nãy ghé là người ta rất là sợ luôn. Nói nghe tin là người ta sợ lắm. Nghe tin gì ai mà không sợ. Đó, mọi người thấy cái đường đi ra không? Đó. Nhưng mà cơ quan người ta trong đó nhóc hết trơn á. Đó, có người ta đốt cỏ mà kia kìa. Đó, mọi người thấy trong cái khu đó không? Đó. Trong cái khu đây là rất là gần rú, cỏ ghét rất là nhiều. Tùm hết. Mọi người làm sao mà nhìn thấy được. Mọi người thấy không? Đó. Rất là sợ luôn ha. Đó thì người dân người ta hay tin được, người dân người ta cũng rất là ớn, rất là run luôn mọi người. Đó thì ta không biết là cái nam thanh niên này đi ra giờ nào á. Đó thì mấy cái quán nước ghé mua nước hồi nãy thì uống thì người ta nói rất là sợ luôn, người ta hay tin như vậy đó. Người thấy cách cũng rất là lo lắng ha. Người dân bây giờ thì người ta là rất là sợ hãi luôn. Đó, mọi người nhìn nguyên cái khu rừng như vậy, ở trong đó là chỉ có tràm rồi cây cỏ rất là nhiều. Đó, ngoài đường ở đây là đường lộ chính nè. Đó thì một cái cô gái là bán quán cà phê ha. Xong rồi cái anh này anh làm gì anh hạ người ta rồi xong rồi cái anh lấy cái xe, anh lấy xe thắt, anh chạy đi. Anh chạy đi rồi anh bỏ xe ở ngay chân cái cầu trên kia hết mọi người, rồi giờ anh trốn ở trong đây, anh ẩn núp trong đây nè. Đó, bây giờ cũng khó là tìm cũng rất là khó, tại vì vô trong đây là gần rú không à, cây cỏ không à. Đó, mọi người thấy chưa. Đó, xa xa thì có ông công an áo trắng đó, ông đứng đó kìa. Đó, người thấy không. Đó. Đó, cũng hôm ngày cũng nó đi mấy ngày, 2 ngày hả? Bữa nay đến bữa thứ 3 đó. Bữa nay là bữa thứ 3, 3 ngày chưa tìm được đó mọi người. Đó, người thấy không? 3 ngày chưa tìm được đó. Đó thì mấy những đây là những cái đường mòn người ta đi vô nè. Đó, hiện tại ở ngoài sau là cơ quan chức năng công an người ta rất là nhiều để mà người ta canh đó. Đó, ở ngoài đây thì Minh Tăng chỉ chia sẻ cho mọi người xem ở ngoài lộ thôi. Đó, còn cái khu bên trong mà vô không có được nha. Đó, thì mọi người nhớ cho Minh Tăng xin một like và cái chia sẻ để em đăng những video tiếp theo cho mọi người cùng xem để cập nhật thông tin chi tiết nhiều hơn về cái vụ của anh trai này ha mọi người. Đó, rồi thôi thì Minh Tăng cũng xin chào mọi người nha.